cắt tỉa mấy cây kè chua với lại cột nó lại cả nhà, bởi vì kè chua đây nè nó cao quá, nó ngã cả nhà ơi. Coi cái nhà này thấy mấy cái kè chua này nó có trái mà nó có mấy chành nó ngã á, ngã nó lượng giờ phải chăn lưới xong cột nó lại cái nhà. Ở đây nó ngã tùm lum, giờ một lượng chăn cái lưới xong rồi đầu mình cột mấy cái nhánh kè chua nó lên cái nhà, cột lên xong mình cắt tỉa mấy cái chành á, mấy cái lé nữa. Mình lấy cái đồ kẹp mình kẹp lại cả nhà nó dở. Lượng giăng lưới xong thì lượng lấy cái đồ kẹp đây nè cả nhà, cái kẹp ra đây nè, lượng kẹp lại đó. Kẹp gì á, kẹp xong rồi mình kẹp xong mấy cái này á là bắt đầu mình cắt một đĩa, mình đĩa cho mấy cái lé ở dưới cái nhà cho nó trống, xong rồi mình ấy cho nó dở. Đó gì nè, cột gì đây. Có cái đồ kẹp kẹp cũng dở mới nha, cái đồ kẹp loại đây nè người ta bán sẵn á, mình mua về xong mình kẹp nó cũng dở. Mấy cái kè bây giờ nó cũng trái cũng nhiều người nha, trái nhiều nó nặng nên với lại nó keo nên nó rớt xuống đất. Mấy cái nhánh đó, nên trái nó nhiều nó cũng gãy luôn cả nhà. Đó, mấy nhánh nó nằm dưới này mình bỏ lên xong mình lấy cái này mình kẹp lại cái này đó. Mấy cái trái mình đã xè dưới đất ha mẹ, nó sẽ bị túi nha cả nhà. Là mình cột lên, bỏ lên xong kẹp lại. Mấy cây kè bi này cả nhà, trái nhỏ nhỏ dễ thương, mình đã nằm xét cái đó luôn ha. Nên giờ mình cũng bỏ, mình cột lên lưới luôn. Nó ngã nó nằm nó bò tùm lum hết, giờ mình phải cột lên thôi. Mình cũng cột rồi thôi chứ vài bữa kè nó túi hết hết ăn.
nhiều chưa? Nghe thấy không? Trái sai chưa? Mình đã ngã thấy. Nó ngã nó mình phải hộp lại. Lấy cái lời bắn sao vậy? Lượng cột cũng để xong rồi nè cả nhà. Cái trái ở dưới đây mình cũng bỏ lên đây luôn. Cái này cả nhà. Cả nhà thấy chưa? Mấy cái trái chùm chùm này để nha. Lượng cũng bỏ phía trên đây luôn. Cho nó khỏi dính ở dưới đất nó hư. Đó, Út lượng cột giờ nó cũng để xong nè. Giờ mình sẽ đi cắt mấy cái nhánh nha cả nhà. Tỉa mấy cái nhánh. Mấy cái nhánh này cái lé ở dưới cả nhà, mình sẽ cắt. Cắt cho nó trống. Để cho mấy cái trái nó lớn cả nhà. Cắt tỉa. Cho mấy cái trái á. Mấy cái chành nhỏ 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 mình cũng cắt luôn. Đó, cái nhà thấy giờ nó lòi trái reo nè. Đó, mình cắt mấy cái chành ở dưới cả nhà. Mấy cái chành mình nhỏ nhỏ với lại mấy cái lé không cần thiết á, mình cắt cho nó gọn. Cho nó gọn mềm nữa. Thấy đẹp nữa. Đó, nó lòi ra gì nè, thấy đẹp chưa? Đây nè, những cái đây nè cả nhà thấy chưa? Đó, cái chành nhỏ nhỏ thì không còn, mình cắt luôn. Cắt cho nó trống gốc. Cảm ơn cả nhà hồi nãy giờ để theo dõi video của Lượng nha. Bye bye, chúc cả nhà có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn rất nhiều.